cái nội dung nào thông thường là nội dung nào người nào cũng xem, chỉ có gặp nhau cuối tuần thôi. Các anh đồng ý vấn đề không? Chỉ có gặp cuối năm là lúc nào đấy tinh cao thôi thì ai xem được, ca nhạc giải trí khai sinh nhảy nhót ai xem được. Nhưng cái tệp ra tiền có phải tệp gì giải trí đấy không? Không. Thế thì sắc tanh cũng ít người xem hơn chứ, có đúng không? Bản tin đầu tư ít người xem hơn này. Nhưng mà những người ra tiền là những gì? Là những kia cả. Thế thì các bạn là như này, làm nội dung mà người nào muốn xem, bản chất là nội dung gì? Phổ rộng là nội dung giải trí. Còn khi bạn là KOC tức là bạn phải làm nội dung gì cho tệp khách hàng mình hướng đến, người ta thích xem. Cũng muốn xem. Đây là cái sai lầm của KOC. Bởi vì sao bạn nhớ này, cái nội dung nào thông thường là nội dung nào người nào muốn xem? Chỉ có gặp nhau cuối tuần thôi. Các anh đồng ý vấn đề không? Chỉ có gặp cuối năm là lúc nào đấy tinh cao thôi thì ai xem được. Ca nhạc giải trí khai sinh nhảy nhót ai xem được. Nhưng cái tệp ra tiền có phải tệp gì giải trí đấy không? Không. Thế thì sắc tanh cũng ít người xem hơn chứ, có đúng không? Bản tin đầu tư ít người xem hơn này. Nhưng mà những người ra tiền là những gì? Là những kia cả. Thế thì các bạn là như này, làm nội dung mà người nào muốn xem, bản chất là nội dung gì? Phổ rộng là nội dung giải trí. Còn khi bạn là KOC tức là bạn phải làm nội dung gì cho tệp khách hàng mình hướng đến, người ta thích xem. Cái nhắn chưa? Ví dụ nếu như không phải là mình đang có em bé thì mình không bao giờ mình đi xem các nội dung hướng dẫn chăm em bé và chia sẻ chăm con thế nào cả. Từ ngày có em bé thì kênh của mình toàn tất cả các nội dung liên quan đến phần đấy đâu. Thì rõ ràng trước đấy mình không phải quan tâm đâu đấy. Nhưng đến thời điểm này mình mới bắt đầu gì? Nó lại đúng cái tệp mình, cái điều mình quan tâm, phải nhắm chưa? Thế nên là mình mới biết những cái bạn mà chuyên trong ngành em bé. Thế trước đấy mình biết bạn gì mấy bạn ấy đâu. Thế thì đó là gì? Khi bạn làm đúng cái nội dung cho tệp mình xem thì bạn sẽ tệp khách hàng. Bạn muốn một kênh của bạn nó có 20.000 follow nhưng toàn là những người mà hướng tệp khách hàng hướng đến, hay bạn muốn 1 triệu follow nhưng toàn là tệp giải trí chẳng biết ai là ai. Đúng không? Thế đây là câu trả lời bạn cần đặt ra. Đó lý do vì sao bạn thấy ấy, có những kênh KOC cái lượng follow hệ không nhiều nhưng lượng tiền và tạo doanh thu người ta bán kinh khủng không? Bạn nhìn thấy bạn hiểu này. Cái thời điểm bán được 1 tỷ doanh thu tháng đầu tiên ấy, bạn mới có 3.000 follow. Có đúng không? Chứ đâu phải là đến 300.000 follow mới kiếm được tầm đấy đâu. Thì rõ ràng liên quan đến gì? Là bạn đã hiểu cái bản chất của nền tảng này nhá. Và cuối cùng, cái tệp khách hàng bạn chung chung không rõ ràng thì bạn không thể có định vị riêng được nhá. Thì tí nữa mình chúng ta dùng GPT để chúng ta xác định ra cái tệp này như thế nào dựa trên cái ngành hàng mình bán nhá. Và làm đúng là như thế nào? Xác định cụ thể tệp người xem. Ok chưa? Thứ hai, xác định cái nội dung mà họ quan tâm trong lĩnh vực của bạn. Điều rất quan trọng, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm các nội dung này thì nó sẽ là hướng đến người xem. Đây chính là công thức chuẩn tệp của TikTok, là làm nội dung hướng đến đúng tệp khách hàng thì các bạn sẽ có một cái kênh chuẩn tệp nhá. Và tập trung nội dung cho người xem. Thì các bạn đã bao giờ nghe câu gọi là gì? Nội dung xuyên suốt chứ nhỉ? Thế thì cái này có rất nhiều bạn hiểu sai. Khi bạn nghe một thông tin, vài thông tin là gì? Nội dung xuyên suốt các bạn hay bị hiểu sai. Thế thì mình chia sẻ lại các bạn là video hôm qua mình nói rồi. Một video nó cấu thành bởi hai yếu tố. Một là nội dung thể hiện và hai là hình thức thể hiện, tức là gọi là concept, đúng không? Nhưng rất nhiều bạn định nghĩa việc cái nội dung xuyên suốt này là gì? Là kênh của em làm chuyên gia là cả kênh từ đầu đến cuối, từ lúc lập đến lúc chết em chỉ ngồi nói chuyên gia. Sai luôn. Cả nhà đồng ý vấn đề chưa? Đấy chỉ là hình thức thể hiện thôi. Còn nếu hôm nay tôi nói chuyên gia có ok, nhưng bây giờ concept đấy nó cũ quá rồi thì tôi phải thay đổi gì? Cách thể hiện khác, nhưng vẫn là tuyến nội dung hướng đến đúng tệp của tôi, chứ không phải là tôi gì, tôi từ đầu tôi chỉ làm chuyên gia. Đấy là sai lầm. Cả nhà nắm vấn đề chưa? Thì hôm thì tôi ngồi talk, hôm thì tôi lại có người hỏi phỏng vấn, hôm thì tôi có thể là gì, đưa ra một tình huống tôi đi giải quyết, hôm thì tôi lại gì, thực tế đi hỏi đáp. Nhưng quan trọng là nội dung của tôi muốn truyền tải đều hướng đến đúng gì? Tệp người xem. Chứ không phải là hôm nay tôi làm nội dung liên quan đến chó mèo, hôm sau làm đến ngộ yêu, rồi bắt đầu lại đến kỷ niệm, đủ thể loại. Thì đấy là nội dung không xuyên suốt, đúng chưa? Thì anh nhớ nhá, nội dung xuyên suốt ở đây là gì? Là nội dung truyền tải đến tệp khách hàng và đều là những cái gì? Tệp khách hàng quan tâm. Còn cách thức thể hiện các bạn có thể gì? Đa dạng. Nhớ nhá, chứ không là các bạn hay bị nhầm lẫn là cứ bảo là em làm kênh bây giờ em đang làm chuyên gia ngồi thoát như này, em thay đổi có bị follow không, follow cái gì thấy chưa nhá. Bạn đừng để những cái thông tin sai lệch làm cho bạn đấy làm sai. Ok, bây giờ chúng ta đến phần GPT để giúp cho các bạn tìm được tệp khách hàng người xem. Thì chúng ta bộ câu hỏi nào, giờ cái tài liệu hôm qua chúng ta dùng ra, hôm nay chúng ta mới dùng tài liệu này. Ok, bây giờ nhá, hôm qua các bạn đang để cho mình này, các nhóm các bạn đã thống nhất sản phẩm của ngành hàng rồi đúng không? Giả sử bây giờ chúng ta tìm được ngành hàng, còn công thức để tìm được ngành hàng sản phẩm thì chúng ta học. Nhưng giả sử bây giờ chúng ta chốt được ngành hàng thì câu chuyện dùng GPT để chúng ta xác định những tệp người xem cho ngành hàng đấy thì chúng ta làm cái gì? Cả nhà nắm cái này chưa nhỉ? Thì mình sẽ lấy case study nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nhá. Mọi người dở GPT ra được chưa? Open đi, chúng ta dở bằng 4G nhá, đăng nhập vào tài khoản đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phần này để các bạn sẽ làm sao. Rồi bây giờ các bạn để ý này,
Câu hỏi 1. Cái phần này, bước này. Bước 2 của chúng ta đang là gì? Xác định chân dung tệp khách hàng, người xem. Cả nhà nắm phần này chưa nhỉ? Bước 3 bắt đầu mới là gì? Bắt đầu với sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta đang làm ở bước 2 nhé. Thì bước 2 chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi thế nào? Thì đây ví dụ mình sẽ hỏi lại này, để tí nữa em ghi cho anh. Nhóm 1 đâu nhỉ? Nhóm 1 đâu? Các bạn làm ngành hàng gì? Đây là sản phẩm. Nó thuộc ngành hàng nào? Ngành hàng gì? Thế là tìm trên TikTok shop ấy. Thì các bạn thấy là gì? Rồi ok việc nhá. Khi mình tìm sản phẩm này trên TikTok thì ngay lập tức nó liệt vào đấy là ngành hàng gì rồi. Có đúng không mọi người? Shop plus này đúng không? Hàng điện tử. Rồi ok, giả sử như vậy được chưa? Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu đấy là ngành hàng nào đã nhá. Nhóm 2 đâu? Nhóm này dùng sản phẩm gì đây? Giấy. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu đây là ngành hàng gì? Đồ gia dụng đúng không? Ok, có thể ngành hàng con là đồ gia dụng dùng trong nhà hay đồ gia dụng nhà tắm đúng không? Giả sử như vậy, cứ gọi là đồ gia dụng đi. Ok, nhóm 3 đâu? Ngành gì? Thời trang. Nhóm 4 đâu? Nhóm 4, đây là thời trang cho trẻ em nhá. Chứ không, cái này có affiliate không? Ok, là thời trang. Rồi, nhóm 4 đâu? Nhóm mình là sản phẩm gì đây? Tai nghe. Thì nó là ngành hàng gì đây? Ngành hàng công nghệ, đúng chưa? Thế anh em phải xem trên số nó là ngành hàng gì đã. Rồi nhóm 5 đâu? Nhóm 5 là sản phẩm gì? Hàng gia dụng. Ok, nhóm 6. Rồi ok, rồi trở lại nhóm được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần chúng ta sẽ đi câu hỏi đầu tiên để xác định ngày cái tệp khách hàng mình hướng tới này. Nào với các bạn áp dụng câu hỏi đầu tiên cho mình nhá. 1. Mình hãy tìm anh cái tài khoản GPT đến copy cho các bạn đi. Câu hỏi đầu tiên các bạn phải hỏi là gì? Tôi đang muốn kinh doanh các sản phẩm liên quan đến ngành hàng chấm chấm chấm. Ngành hàng đấy chính là ngành hàng các bạn đang gì? Đang hướng đến được chưa? Ok. Ví dụ như của mình đang là gì? Tôi đang muốn kinh doanh các sản phẩm liên quan đến ngành hàng mẹ và bé. Chuẩn chưa? Rồi. Và sau khi đó thì mình sẽ liệt kê là gì? Hãy liệt kê cho tôi 10 nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm liên quan đến ngành hàng này. Đấy là câu hỏi đầu tiên. Nào cả nhà mình hỏi thử đi. Đấy. Tôi đang kinh doanh các sản phẩm liên quan đến ngành hàng chấm chấm chấm. Được chưa? Hãy liệt kê cho tôi 10 nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm liên quan đến chấm chấm. Đấy mọi người, giống như trong cái câu mình đang copy cho bạn vào tài liệu ấy. Câu đầu tiên của tài liệu thay cái ngành hàng các bạn thôi. Ok. Xem nào, xem nó trả lời ra được nhiều nhóm không? Thay từ đó, thay sản phẩm, thay ngành hàng của các bạn thôi. Mẫu câu là mình lấy ví dụ để bạn dễ hiểu. Đấy. Không, đừng, chưa đến phần đấy, chưa đến phần đấy. Đồ gia không, các em phải xem cái ngành hàng con là trong đồ gia dụng, đấy là gì, trong nhà bếp, trong nhà tắm hay là gì đó. Ok chưa? Nào, đầu tiên các bạn cứ hỏi từ ngành hàng, chưa liên quan sản phẩm. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ câu hỏi đến sản phẩm. Nào, các bạn đã thấy nó liệt kê ra những nhóm khách hàng chưa nhỉ? Mình đang hỏi câu hỏi là cho ngành hàng mẹ bé này. Thì thằng GPT nó gợi ý cho mình những cái đối tượng như sau này. Theo dưới anh nhé, mình bạn nhìn nhá, ví dụ đây là cái nhóm GPT mình hỏi ra này. Thì nó diện cho mình là gì? Một là bà bầu mới này, cái này đi chứ nhỉ. Hai là bà mẹ mới sinh này. Ba là em bé mới sinh này. Bốn là phụ huynh đang tìm hiểu trong lớp trẻ sinh. Tức là đây gọi là cụ thể các nhóm khách hàng chưa? Cái nhà nắm vào đây nhỉ. Và rõ ràng những nhóm khách hàng này thì hành vi khác nhau không? Khác nhau chứ. Nội dung người ta quan tâm khác nhau chứ. Bà chưa sinh thì chắc chắn là phải khác những bà sinh rồi chứ. Cả nhà nắm vào đây chưa? Thì cái này giai đoạn được không? Nào, các bạn hỏi các bạn nó ra được cái nhóm khách hàng khác nhau chưa? Thì khi hỏi ra nhiều này, bạn muốn 10 nhóm cũng được, 20 nhóm được, đấy là do câu hỏi của bạn. Được chưa? Thì sau khi nó trả lời xong thì việc của bạn là gì? Tìm ra một nhóm mà bạn thấy là gì? Phù hợp và mình muốn hướng đến. Ok nhỉ? Đấy là nhóm giả sử như của mình. Mình sẽ chọn nhóm là bà mẹ bầu mới. Có đúng chưa? Đấy là cái gì? Cái mà mình thấy sẽ lựa chọn. Thì câu hỏi thứ hai này, khi bạn thấy được là cái nhóm mẹ bầu mới thế này, giả sử này, thì bạn phải có một câu hỏi với GPT tiếp để cho nó hiểu rằng thế nào là nhóm này. Thì câu hỏi thứ hai là gì? Hãy mô tả chi tiết cho tôi về nhân khẩu học của nhóm những bà mẹ bầu mới. Thì các bạn cũng đặt câu hỏi như vậy, các bạn thay nhóm khách hàng bạn muốn hướng đến đây. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Hãy mô tả nhá, chi tiết về cho tôi về nhân khẩu học của nhóm những chấm chấm chấm. Nhớ để trong ngoặc kép nhá. Cấu trúc để trong ngoặc kép là gì? Là để cho GPT hiểu rằng cái nội dung này đã được ghi ở trên. Câu hỏi thứ ba. Sau khi mình cho GPT nó định nghĩa được là cái nhóm khách hàng này là như thế nào, tức là mình đang cho nó gì, nó hiểu cùng giống mình thế nào là một nhóm bà bầu mới, giả sử như vậy đúng không? Thì bây giờ mình liệt kê này. Đối với nhóm, ví dụ của mình là bà bầu mới mình chọn, được chưa? Hãy liệt kê cho tôi 10 chủ đề nội dung mà họ quan tâm và thường xuyên tìm kiếm thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và nền tảng online. Đây bắt đầu chúng ta đang đi vào những cái nội dung mà tệp khách hàng chúng ta quan tâm rồi này. Thì là câu hỏi thứ ba,
Nhìn vào câu hỏi thứ ba. Nhớ đây mọi người, cứ làm y hệt như mình nhá. Cái dấu trong ngoặc đấy là để gì? Để GPT nắm được là ở trên nó đã trả lời thế nào. Mình nhóm vào xuống dưới. Cái nhắn chưa? Nó là sự liên kết. Có phải chúng ta đang ở phần vấn đề là gì? Tìm ra các vấn đề, các nội dung mà tệp khách hàng mình đang quan tâm, cả nhà nắm vào đây chưa? Để mà ngồi làm việc với thằng AI nó thật, các bạn này, có nhiều người bảo này này. AI là mình ngu đi. AI là nó sẽ thế này, làm con người nó phụ thuộc cái kia, nói thật các bạn này. Những người nào không làm chủ nó thì đúng là ngu thật. Còn những người nào làm chủ nó, mình đảm bảo các bạn thông minh hơn rất nhiều. Bởi vì các bạn đặt câu hỏi và nó trả lời, bạn đặt câu hỏi chính là cái việc bạn đang học. Mình cứ tưởng là mình yêu cầu nó tìm, nhưng thực ra mình là hỏi là mình đang học cái gì đó. Nó cung cấp cho mình những thông tin mà trước đây mình không biết còn gì nữa. Thì rõ ràng phải đấy là mình đang giỏi lên chứ. Nhiều người không biết lại cứ bảo là mình đi ngu đi. Làm gì có chuyện ngu đi, công nghệ nó giúp cho mình tốt lên chứ. Đấy là nó vậy chưa? Bây giờ câu hỏi đầu tiên là sau khi chúng ta ra được những vấn đề liên quan gì đến cái tệp khách hàng đó, họ quan tâm đến nội dung nào, đấy là cái yếu tố thứ hai phải xác định ra. Thì cái chủ chi tiết nội dung nào tí mình sẽ hướng sau. Nhưng các bạn hiểu về cái tư duy là à, tôi phải đi tìm các nội dung trong hướng đến đấy. Nội dung đấy tìm thế nào tí mình sẽ tìm tiếp. Ok, bây giờ tiếp theo bước 3 này là lựa chọn sản phẩm bán cái gì, chuẩn chưa? Thế thì rõ ràng nó là gì chưa? Chỉ có lỡ affiliate thì bạn nào tìm cái này thôi nhá. Bây giờ chúng ta đến phần này, lựa chọn sản phẩm bán cái gì. Thì thông thường các bạn sẽ có 3 nhóm sản phẩm làm affiliate nhá. Các bạn chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ là bán là một sản phẩm dành cho một ngành, không phải. Công thức làm affiliate để các bạn hiệu quả nó phải là có 3 nhóm sản phẩm cơ. Thế nên là chúng ta cần phải đi từng bước 3 nhóm sản phẩm này tìm thế nào. 3 nhóm này là 3 nhóm này. Một là dài hạn. Hai là nhà là sản phẩm hot trend. Và ba là sản phẩm mùa vụ. Ok chưa? Nhớ nhá, một kênh làm affiliate đầy đủ nó phải là gồm 3 nhóm sản phẩm này, chứ không phải các bạn chỉ tập trung một nhóm. Để mà bùng nổ doanh thu được bạn phải là như này. Thế thì hot trend và mùa vụ thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong phần sau. Còn mình dùng GPT để tìm gì? Những sản phẩm dài hạn. Thế sản phẩm dài hạn định nghĩa là cái gì? Là nhóm sản phẩm phục vụ cho tệp khách hàng mình hướng tới. Cái nhà đồng ý với đây nhỉ? Cái nhà nói về dài hạn chưa? Thì rõ ràng bây giờ dài hạn chúng ta làm nào? Đôi khi nói thật các bạn cũng chả biết là xung quanh cuộc sống mình có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm gì luôn. Nói thật các bạn là từ ngày lúc mình có em bé thì bắt đầu mình mới biết là hóa ra là có những cái con sản phẩm này trên đời. Kể lắm rồi đấy nhá. Thế thì rõ ràng là chúng ta đôi khi nếu chúng ta là người bán, chúng ta đến ngay cả cái người người ta đang trong giai đoạn đấy, người ta cũng chưa biết có cái sản phẩm đấy tồn tại. Thì việc của chúng ta phải đi gì? Phải biết là có cái sản phẩm gì để gì? Làm nội dung cho người ta. Ok chưa? Và miễn rằng cái sản phẩm đấy có giá trị với tệp khách hàng đó. Bởi vì không ai biết tất cả sản phẩm trên đời đâu. Ok, câu hỏi thứ 3, chúng ta tiếp tục dùng GPT để hỏi. Cận vào câu hỏi thứ 3 nhá. Đó là bạn nhìn này. Nếu như mình đã xác định được ví dụ như mình là gì này, mình xác định tệp của mình vừa rồi mình đặt tên là bà bầu mới, thì mình sẽ hỏi là gì? Hãy gợi ý cho tôi 10 nhóm sản phẩm mà bà bầu mới thường hay mua. Ok chưa? 10 nhóm sản phẩm, nhớ cho mình nhá, 10 nhóm sản phẩm. Trong 10 nhóm này bản chất ấy, nó chính là ngách hàng to. Cả nhà nắm hay chưa? Nó chưa đi vào sản phẩm nhá. Mọi người nhớ cho mình là đây là nhóm sản phẩm chứ không phải sản phẩm. Câu hỏi đầu tiên là gì? Liệt kê cho tôi 10 nhóm sản phẩm cho tệp cách này cần phải mua. Bạn hỏi thử đi. Thì thông thường cái nhóm sản phẩm này, thông thường nó sẽ liệt kê cho bạn là gì? Là ngành hàng này này, nhóm sản phẩm liên quan đến chăm bé, nó phải là gia dụng, nó cái gì đó. Cái ông nghĩ phần này chưa? Đấy là câu trả lời thông thường nó sẽ trả lời ra. Em mở GPT cho anh ở trên bảng ấy. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ tìm từ nhóm tiếp này. Đấy chính là cái công việc các bạn tìm cái ngành hàng đó đấy. Dần dần các bạn sẽ đi vào lần nó sẽ gì? Gọi là trèo cây hái lá đó. Đây, bạn nhìn chưa? Các bạn nhìn này. Bạn nhìn chưa? Đối với nhóm 3 màu mới này, như của mình này, bạn nhìn chưa? Có rất nhiều nhóm sản phẩm, đúng không? Ví dụ chăm sóc sức khỏe thai nhi này là nhóm sản phẩm khác. Chế độ ăn uống dinh dưỡng này, tập thể dục yoga cho bà bầu này, chăm sóc da đẹp khi mang 32 này. Cả nhìn chưa? Đây là nhóm các sản phẩm chứ chưa phải sản phẩm cụ thể. Ok chưa? Sau khi ra nhóm này rồi thì bắt đầu câu hỏi tiếp theo mới là gì đây? Hãy liệt kê cho tôi 20 sản phẩm trong nhóm cho bà bầu. Cả nhìn chưa? Tức là bây giờ tôi mới hỏi gì? Trong nhóm này có những sản phẩm nào để bạn? Thì các bạn hỏi câu thứ tư. Ok, cả nhà nhóm chúng ta thì cùng làm thử nhá, xem nó liệt kê cho bạn được những sản phẩm nào. Đầu tiên, giả sử bây giờ tiếp tục đến yếu tố là gì đây? Sau bước 3 là ra được gì? Lựa chọn các sản phẩm dài hạn nhá. Còn phần hot trend và mùa vụ mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phần sau. Được chưa? Nào, bao nhiêu bạn đã hiểu được vấn đề tìm những sản phẩm dài hạn cho tệp khách hàng kênh nhỏ giơ tay mình xem nào. Còn bao nhiêu bạn chưa hiểu? Ok rồi, chúng ta đến phần tiếp theo nào. Nào, đến phần tiếp theo. Xin mời. Ra được nhóm sản phẩm rồi đúng không ạ? Ra được sản phẩm cụ thể cho dài hạn chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đến phần rất quan trọng, đó là bước 4, nghiên cứu thị trường. Yeah, ok, xin mời slide.
Hãy nhớ mọi thứ nhé, đó là quy trình. Và khi quy trình thì các bạn nhớ là nó phải liên quan mật thiết với nhau, chứ các bạn bây giờ không phải một phát vào bước mấy được luôn, nó phải đi từ đầu nhá. Rồi, hôm qua mình nói với các bạn rồi, để nghiên cứu thị trường cũng giống như bạn đi tìm nội dung và tìm nguyên liệu ấy, thì cái quan trọng đầu nhất của bạn phải có gì? Từ khóa, đúng không? Phần này là phần quyết định xem là các bạn có kết quả hay không, nằm phần này này. Thế nên là kể cả những phần trước đang gặp vấn đề do mình hỏi không kịp, phải tập trung phần này. Những cái phần kia nếu mà chưa được thì sao? Có tài liệu về hỏi tương tự là xong. Cái phần này quan trọng này, đó là quan trọng nhất là từ khóa. Có đúng không nhỉ? Nếu bạn không có từ khóa bạn tìm cái gì? Có phải để mình giải quyết mọi vấn đề là gì? Mình biết nó là cái gì và tìm nó ở đâu, đúng không? Thì cái này là chính là từ khóa, là chính là biết cái gì đây, đúng chưa? Thì bây giờ bạn hỏi có những bộ từ khóa nào cần phải xác định ở bước này cho bước nghiên cứu thị trường, ok chưa? Thì đây là những nhóm từ khóa bạn phải nhớ này. Một là nhóm từ khóa liên quan đến sản phẩm, đúng chưa? Nhóm từ khóa thứ hai liên quan đến thương hiệu của những sản phẩm đấy đang bán đấy, đúng chưa? Nhóm từ khóa ba là gì? Từ khóa ngành của cái sản phẩm đấy và những hashtag. Thứ tư đó là những vấn đề tẹp khách hàng quan tâm cho cái sản phẩm đấy, cả nhà nắm về chưa? Thì đây là bốn nhóm gì từ khóa phải xác định. Và bây giờ để ra được bốn nhóm này thì câu hỏi như thế nào, ok chưa? Chúng ta dùng GPT để chúng ta xác định. Và cuối cùng chủ đề ba chung thì ở đây là ở phần trên rồi. Bốn nhóm này bây giờ làm thế nào thì các bạn nhìn vào tài liệu tiếp này. Nào, đầu tiên giả sử sau khi câu hỏi năm nó liệt kê tôi là 20 sản phẩm, ok cả nhà đồng ý vấn đề nhỉ, thì bạn chọn ra một sản phẩm bạn muốn làm đã, nhớ nhá, chọn ra một sản phẩm muốn làm. Thì bây giờ đầu tiên của bạn hãy nhớ cho mình nguyên tắc làm GPT là gì, là cái mình hỏi và cái nó trả lời phải đồng nhất. Thì câu hỏi đầu tiên bạn phải hỏi đó là gì? GPT, bạn có biết sản phẩm kem chống rạn da cho bà bầu là sản phẩm gì không? Thì cái sản phẩm đấy chính là nó gợi ý ở trên, mặc dù nó gợi ý ở trên nhưng phải hỏi lại trước khi chúng ta hỏi câu hỏi tiếp theo. Nào bây giờ các nhóm chọn sản phẩm đi và đặt câu hỏi như vậy cho mình. Bạn có biết sản phẩm, ví dụ như là kem rạn da, thì trong kem rạn da có rất nhiều thương hiệu, mình chưa hỏi thương hiệu gì cả, mình chỉ hỏi kem rạn da đâu. Đấy, đầu tiên bạn phải định nghĩa đã, được chưa? Nào, bạn nào đang trả lời sản phẩm mà nói bảo là chưa có nào, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi tiếp theo xử lý như sau. Nào, ok chưa? Xong câu hỏi vừa rồi chưa? Đồng nhất được là nó biết sản phẩm hoặc là nó chưa biết chưa? Câu hỏi thứ hai, các bạn phải hỏi giả sử với những bạn sản phẩm nó biết rồi mà bạn đang bán một sản phẩm có thương hiệu và có thông tin, thì hôm qua mình hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Thì câu hỏi tiếp theo là gì? Tôi đang bán một sản phẩm kem rạn da cho bà bầu, đây là thông tin mô tả của sản phẩm, hai chấm copy nguyên cái gì? Thông tin của sản phẩm được nhà cung cấp đưa cho, hoặc là lên tiếp shop có thông tin gì, copy hết vào, cả nhà nắm chưa? Và yêu cầu là gì? Hãy tóm tắt lại thông tin của sản phẩm trên ngắn gọn và dễ nhớ để làm gì? Để nạp dữ liệu đầu vào cho cái sản phẩm mình đang muốn bán, có đúng không? Ví dụ cùng là sản phẩm rạn da, trên thị trường có nhiều không? Rất nhiều, nhưng tôi phải cho cái thông tin của sản phẩm tôi đang muốn bán vào để nó hiểu, cả nhà nắm chưa? Giả sử trong trường hợp này giấy không có, đúng không? Hãy copy cái sản phẩm giấy vào và đây, sản phẩm mà tôi muốn bán nó đang như thế này đây. Bạn đã nắm được chưa? Bây giờ hãy tóm tắt lại đi. Cái nhà nắm đây chứ nhỉ? Ngay cả khi nó không có dữ liệu thì việc của mình là gì? Bổ sung dữ liệu cho nó là xong. Ok chưa? Thì bạn phải copy cái gì? Thông tin sản phẩm đấy vào. Xong rồi bỏ đây nhá. Trước đấy thì bạn không biết nhưng bây giờ nó mới ra cái loại giấy với ưu điểm như này này. Đây là thông tin sản phẩm đây. Được chưa? Bây giờ xong rồi, hãy gì? Hãy tóm tắt lại thông tin sản phẩm cho gì đó. Ok, theo đúng cái mẫu câu mình ghi cho bạn đây này. Hãy nhớ cho mình đây là mình đang đi theo hướng các bạn là KOC nhá. Thì bản chất bạn là người KOC tức là bạn phải có sự am hiểu về sản phẩm, am hiểu được về lợi ích nó đem lại cho tập khách hàng. Thế nên là bạn sẽ thấy khó hơn cái việc làm thợ. Làm thợ thì các bạn tí các bạn đơn giản lắm, nói thật bạn làm thợ thì tí mình hướng dẫn các bạn cho tầm 10 phút là các bạn biết là phải làm gì luôn. Nên là muốn lương cao hơn thì phải làm nhiều hơn thôi chứ còn chả có cách nào khác cả. Rồi, bây giờ quan trọng hơn này. Đây là những cái mà này. Hãy gợi ý cho tôi 10 từ khóa liên quan đến kem rạn da thì các bạn thay sản phẩm của bạn đi. Đấy, đây là bước tìm gì đây? Từ khóa liên quan đến sản phẩm. Cả nhà nhìn thấy chưa? Rồi. Câu hỏi 12. Hãy gợi ý cho tôi 10 từ khóa liên quan đến sản phẩm. Điền tên sản phẩm các bạn vào. Bây giờ giả sử các bạn muốn tìm từ khóa trên tàu zin, trên Pinterest là cái nguồn dữ liệu hôm qua mình đã chia sẻ với các bạn đúng không? Cả nhà đồng ý phần này chứ nhỉ? Thì hãy gợi ý cho tôi những từ khóa liên quan đến sản phẩm này bằng tiếng Trung để tôi tìm trên tàu in, viết đúng tàu in vào Z-O-U-I-N in ngắn hoặc tao bao tùy các bạn, được chưa? Nếu là tao bao thì tức là bạn đi tìm những sản phẩm khác, nếu tàu in tức là bạn đi tìm ý tưởng, cả nhà nắm chưa? Chứ bây giờ bạn mà Google với cả Google dịch để mà ra từ khóa tìm kiếm thì có một quýt cũng chả ra được. Thì đây mới chính là cái để bạn tìm đến tàu in và nó ra được rất nhiều content hay. Mở rộng đầu tiên là mình tìm ra từ khóa sản phẩm chúng ta tìm ở Việt Nam này,
là bằng tiếng Việt thì vừa rồi này. Sau đó các bạn có thể mở rộng thêm gì bằng tiếng Trung để tìm tổng tin là xong chưa? Ok, bây giờ chúng ta đến một phần nữa. Nếu giả sử như ở Việt Nam mình đánh giá rằng con sản phẩm này đang có cần những cái nhiều những thương hiệu đang bán thì các bạn có thể liệt kê thêm. Còn cái này có thể có không nhé? Đó gì? Hãy liệt kê tôi những cái thương hiệu đang bán sản phẩm này trên nền tảng online tại thị trường Việt Nam. Để làm gì? Cái này phục vụ việc nghiên cứu, được chưa? Các bạn có thể hỏi hoặc không, không vấn đề gì. Nhưng ví dụ những sản phẩm liên quan đến niềm tin, liên quan đến thương hiệu thì nên tham khảo cái thương hiệu khác họ đang làm thế nào. Cảm nhận chưa? Ví dụ hàng liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến thực phẩm chức năng này, đúng không? Đồ bôi mặt này, các thương hiệu đấy này, thông thường thì chúng ta phải tìm xem các thương hiệu brand tương tự cái dòng của mình họ đang có chiến lược thế nào thì chúng ta mới cần phải đi tìm. Còn nếu những sản phẩm về gia dụng thì tốt nhất chẳng phải mất công tìm làm cái gì đâu, đúng chưa? Bởi vì cũng có ông bán đã đâu brand thì tìm thương brand làm cái gì. Rồi xong chưa? Vậy là các bạn đã ra được tất cả những này chưa? Rồi tiếp theo từ khóa là gì? Từ khóa ngành. Ok chưa? Từ khóa ngành để làm cái gì? Là để bạn xem rằng trên TikTok Shop ấy nó thuộc ngành nào. Đó chưa? Nếu là bạn không biết đúng không? Thì bạn hãy hỏi là gì? Sản phẩm chấm 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 này thuộc ngành hàng nào trên Shopee hoặc TikTok. Đấy, thế thôi, câu hỏi cuối cùng là như vậy. Sản phẩm ví dụ của mình là sản phẩm kem dạng da thuộc ngành hàng nào trên Shopee và TikTok Shop. Đấy, bạn hỏi để hiểu là cái ngành hàng mình đang đánh là ngành nào. Tức là mình lại đi ngược lại, hất lại. Đấy. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Tạ Công Bằng. Để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích, hãy ấn vào nút đăng ký hình tròn trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.